Vào ngày 23 tháng 6 này, đợt tuyển dụng khốc liệt nhất từ trước đến nay sẽ chính thức bắt đầu. Hoan nghênh các bạn tham gia. Đây có lẽ sẽ là đợt tuyển dụng thử thách nhất trong cuộc đời mỗi người ở đây. 12 tài năng kinh doanh đầy tiềm năng đến từ các quốc gia khác nhau trên khắp châu Á sẽ cùng đối đầu để giành lấy công việc trong mơ của mình. Tôi khát khao vị trí đó và tôi tin rằng mình xứng đáng với nó. Tôi rất tiếc, nhưng bạn bị sa thải. Ai sẽ đủ khôn khéo để vươn lên trở thành người giỏi nhất? Chương trình The Apprentice Asia bắt đầu phát sóng vào lúc 21:30 Chủ nhật ngày 23 tháng 6 2013 trên kênh truyền hình Let's Việt. Mời các bạn đón xem.